À, chào anh em đang xem kênh Miền Tây Solar ha. Hôm nay mình quay cái video này để gửi cho anh Tý ở anh Tý ở ở ở anh Tý ở trung tâm đăng kiểm ô tô phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, An Giang ha. Thì anh ban đầu tính lấy con 2 ký 4. Nhưng mà anh sau một hồi suy nghĩ thì anh lấy con 3 ký 2 Segatech ha. Đây. Segatech Mach Off-Road Meter này. Con này là con 2 trong 1 nha anh em. Nói 3 trong 1 thì không đúng tại vì nó không có khả năng hòa lưới. Nó chỉ nối lưới thôi. Vậy thì cái con 3 ký rưỡi á, nó hơn con này ở chỗ là nó có khả năng chạy trực tiếp vào tấm pin. Nhưng mà cái chức năng đó ít có anh em nào xài tới. Cho nên cái con 3 ký 2 với 3 ký rưỡi này nó chênh lệch với nhau, không có nhiều về công suất. Nhưng mà anh em vẫn lấy con 3 ký rưỡi nhiều. 3 ký rưỡi là giờ mình hết hàng luôn rồi mọi người. Còn con 3 ký 2 là mình còn vài con ha. 3 ký 2 hệ 24 mình còn 2 3 con gì nè. Còn 3 ký 2 hệ 48 là mình cũng còn vài con. Đó anh em nào ủng hộ thì ủng hộ ha. Cái con 3 ký 2 hệ 24 này mình đang bán là 8 triệu 4. Còn con 3 ký 2 hệ 48 là 8 triệu 6 nha. Đó thì 3 ký 2 tới 3 ký rưỡi thì cái vấn đề kích của nó thì nó không có hơn nhau bao nhiêu đâu mọi người. Nhưng mà cái này là 8 triệu 4, còn cái con 3 ký rưỡi là tới 9 triệu 2 là nha. Đó thì mình cho anh em coi là cái bảng thông số ha. Đấy. Nó sạc MPPT là 80A nè, 80A. Cái vôn cao nhất mà pin mặt trời vô là 500V ha và lắp được 4 kW pin mặt trời nha. 4 kW pin mặt trời. Tối đa 4 kW. Và điện áp nó hoạt động từ 120 tới 450. Vậy thì 120 tới 450, vậy thì chúng ta mắc 38 pin, 38 pin lớn trở lên nha anh em, 38 pin trở lên. Kích của nó là 3 ký 2 nha, đúng 3 ký 2 không có trừ hao nha mọi người. MPPT 80A ha. Đấy. Mắc được 4 kW pin. Thì với con này thì chúng ta có thể kéo hết tất cả các vật dụng trong nhà. Không bao giờ sợ thiếu điện nha anh em. Không bao giờ sợ thiếu điện. Lý do đơn giản thôi là tại vì kích nó lớn. Và anh em muốn mà xài ok nhất thì anh em hãy xài hệ quy lớn. Dây ở quy từ dưới lên là phải ngon lành nha. Ở đây thì mình con này mình đã đấu nối đầy đủ hết. Ắc quy lên qua CB này vô trong đó ha. Vô đó rồi. Tấm pin mặt trời xuống rồi luôn. Nối lưới rồi luôn. Nối lưới rồi luôn nè anh em. Bữa nay mình gắn nối lưới luôn, hôm nay làm biếng không gắn nối lưới nhưng bữa nay gắn nối lưới rồi luôn. Và dây bên đây là ra tải luôn, đầy đủ không thiếu ráo. Bây giờ mình đang chế độ chỉnh chế độ ưu tiên điện lưới. Rồi tới tấm pin, rồi tới ắc quy. Đó thì anh em thấy ắc quy mình nó đang bị cạn nè, hôm nay mình test là mình không có sạc, nó cạn. Cho nên bây giờ là điện lưới và tấm pin mặt trời đều sạc cho ắc quy nè. Đó, bây giờ mình sẽ chỉnh lại con này ở chế độ ưu tiên tấm pin mặt trời hơn. Ưu tiên tấm pin mặt trời hơn ha. Và tới ắc quy rồi sau đó mới tới điện lưới nha. Tại vì ông anh nó yêu cầu vậy đó. Cái chế độ SPU ha, SPU. SPU. SPU nè, đây, SPU là ưu tiên solar, sau đó battery, sau đó tới utility ha. Đó, SPU thì khi mà ta chuyển chế độ thì cái sơ đồ này nó khác anh em. Khi ta đổi chế độ là sơ đồ nó khác nè. Lúc này điện lưới chỉ nằm chơi đó thôi nè, điện lưới nằm chơi nè, điện lưới không sạc ắc quy nữa. Hồi nãy thì anh em thấy điện lưới sạc ắc quy đúng không? Hồi nãy thì ta thấy điện lưới sạc ắc quy, điện lưới sạc ắc quy, nhưng mà giờ điện lưới nằm chơi nè, điện lưới không sạc ắc quy nữa. Và bây giờ tấm pin sạc ắc quy và tấm pin nuôi tải. Còn hồi nãy là điện lưới sạc ắc quy và điện lưới nuôi tải, tấm pin phụ thôi. Đó, nói chung là cái chế độ ở cái số 2 đó đó là nó làm thay đổi cái sơ đồ đây nha mọi người. Đó, sơ đồ thay đổi ha. Còn bây giờ giả sử như mình cúp điện từ tấm pin mặt trời. Cúp điện từ tấm pin mặt trời đi coi chuyện gì xảy ra ha. Cúp điện từ tấm pin mặt trời thì ắc quy nó sẽ nuôi tải nè. Ắc quy nuôi tải. Điện lưới không nuôi tải và không có sạc ắc quy nha anh em, tại vì điện lưới xếp hạng thứ 3, ắc quy xếp hạng thứ 2 cho nên bây giờ sạc ắc quy. Chừng nào ắc quy cạn điện lưới nó mới sạc cho ắc quy ha. Ắc quy mà cạn điện lưới nó mới sạc cho ắc quy. Đấy. Thì nói chung là cái chế độ số 2 đó, SPU, SUB hay BSU gì đó là nó sẽ quyết định cái này nha anh em. Anh em tùy vào cái khả năng mình xài, mình muốn xài kiểu gì thì mình chỉnh kiểu đó nha. SPU là tấm solar trước, sau đó battery, sau đó mới tới điện lưới. Đó thì anh em muốn chỉnh cái nào trước thì anh em vô đó anh chỉnh ha. Nè, nhấn Enter đè lâu nè. Rồi sau đó ta cứ lên số 2. Lên số 2. À không phải số 2. Số 1 anh em, số 1, sorry, số 1 nha. Mình đang chỉnh SPU nè, ha. SPU là đúng với ông anh mình muốn rồi cho nên là mình không có chỉnh lại nữa. Đấy.
Thì inverter hoạt động rất là ok. Bây giờ mình sẽ bật cái điện áp tấm pin trở lại nè mọi người. Điện áp tấm pin mình bật trở lại nè. Đó, ha. Inverter thì cái quạt của inverter lúc chạy lúc không nha. Cái lúc nó nóng lên nó chạy, mà nó chạy lát nữa nó nguội thì nó sẽ ngưng. Đó, mình bật tấm pin trở lại thì một lát tấm pin sẽ sạc cho ắc quy và tấm pin nuôi tải ha. Đây nè anh em. Đó, nó tốn vài giây để nó xử lý nha. Nè, tấm pin sạc cho ắc quy và tấm pin nuôi tải nè. Còn điện lưới nằm đó thôi. Chừng nào mà tấm pin với lại ắc quy mà nó hết điện á, mới tới điện lưới nhảy vô để sạc cho ắc quy và điện lưới nhảy vô để nuôi tải. Đó, thì cái inverter, cái bộ trọng điện này nó có một cái thông minh như vậy anh em. Chức năng của nó thì anh em muốn xài sao cài vậy à? Từ 1 tới 30 cái chức năng lần nha. Anh em muốn cài cái này mà thiệt là chi tiết, anh em lên mạng coi mấy anh miền Bắc anh hướng dẫn cài rất là nhiều. Mình thì thấy mấy anh đó cài kỹ quá rồi cho nên mình không có làm video hướng dẫn nữa nha. Mấy anh xe test từ 2 cái 4 tới 3 cái rưỡi là cài giống nhau ráo à, sơ đồ giống nhau luôn. Mình quay gần cho anh em xem nè. Mình có thể bấm các thông số cho anh em xem. Đó, bây giờ là điện sạc vô ắc quy là 26,7 V. Lót 0W ha. Rồi, lót mới 1% thôi. Nói chung là mình chưa bắt cái gì đó. Tần số ra là 50 Hz ha. Cái sóng điện này ra chắc chắn là xin chuẩn nha anh em, không có vụ xin vuông hay mô phỏng gì đâu nha. Inverter tất cả đều là xin chuẩn cả. Rồi, tấm tấm pin đang sạc với ắc quy là 129 W nè. Pin mặt trời của mình ra giờ ra mấy ký điện là, nhưng mà nó sạc có 120 mấy W thôi, tại vì ắc quy mình nó cũ rồi và nó sắp hư rồi mọi người, cho nên sạc không có được nhiều vô, vô không có nhiều nha. Đó. Rồi, tiếp tục nè. Sạc vô 4 ampe nè. À, cái tấm PV vô 280 mấy watt rồi. 0,7 ampe. 340 mấy volt ha, tấm PV vô á. Rồi. Cái tần số là 49 cả như 50 Hz á. Ha, AC ra là 229 V. 229 V. Nói chung là ở đây thông số đầy đủ ráo, mọi người không có thiếu ráo á. Bây giờ chúng ta bật cái quạt lên ha, bật cái tải lên. Thì mấy ông anh hỏi mình á là cái này á có thể xài được cái gì, ấm nước được không? Máy lạnh được không, tủ lạnh được không, máy hàng được không, thì con 3 ký 2 này xài cái gì không được mọi người đó. Nó rất là cao nha anh em, muốn xài mà nó ngon lành nhất á, xài mà ngon lành nhất mà nó gọi là công suất nó cao nhất á, thì anh em gắn pin mặt trời nhiều vô, hệ ắc quy của chúng ta cho nó ngon lành vô ha, hệ ắc quy lớn ngon lành, ắc quy mới đàng hoàng. Hệ pin tấm pin mặt trời nó có thể gắn được 4 kW pin, anh em cứ đẩy đúng 4 kW pin mặt trời đi thì cái máy nó sẽ chạy cực kỳ mạnh luôn anh em đó. Khi mà ban đêm á thì pin mặt trời không có thì nó sẽ sạc ắc quy trước. Ắc quy gần hết rồi thì điện lưới sẽ nhảy vô nó giúp ắc quy ha. Nó sạc ắc quy và nó sẽ kéo tải. Thì anh em thấy giờ đó ha. Hiện tại giờ điện lưới đang nằm chờ đó ha, nằm chờ. Chỉ nào hai anh này đuối thì nó sẽ nhảy vô. Đó, 3 trong 1 là vậy đó mọi người. Nhưng mà con này 3 trong 1 thôi chứ không phải 2 rít nha. Con này không phải là cái con quà lưới, nó không quà lưới được nha anh em, nó chỉ nói lưới thôi nha. Con quà lưới thì 3 ký 6 á, con Seagate 3 ký 6 mới quà lưới, nhưng mà lúc này mình quà lưới để làm gì anh em? Rất là nhiều anh em không có nhu cầu quà lưới đâu, cho nên là xài 3 trong 1 như kiểu như thế này là rất là ok rồi. Này, cái quạt đang đang quay với mức độ số 2 nè anh em. Đó, nó đang nuốt bao nhiêu điện ha? Nó đang nuốt 90 mấy watt nè. 96 watt ha. Và nó nuốt 3% công suất của inverter. Chỉ mới 3% thôi nha. Đó, mình đã test hết ráo rồi, cổng bù lưới hồi nãy chạy ok luôn. Bây giờ muốn biết cổng bù lưới như thế nào thì chúng ta vô đây chúng ta bấm chọn lại là U UBS ha, UBS thì cổng cậu cổng, cổng bù lưới nó sẽ chạy vô đó. Nhưng mà hồi nãy mình test rồi, mình ấy lại mình chỉnh lại làm biến quá đó. Nói chung là sơ đồ nó hoạt động ok, motor ok hết ráo rồi. Con này 8 triệu tư ha anh em, ba chuyển khoản 100% mình mới bao ship được, còn mấy anh em trả cho mình phí ship. Con này phí ship 70-80 ngàn à mọi người, nó nặng chưa tới chục ký đâu, nói chung là nó cũng bự đó nhưng mà chưa tới chục ký đó. Thì anh em nào mua thì cứ liên hệ mình, còn rất là ít nha, còn có 2-3 con này à, với lại 2-3 con 3 ký 2 hệ 48 V với 2-3 con 3 ký 2 hệ 24 là còn mấy con à. Còn con xe test 2 ký 4 thì mình còn nhiều, tại vì con đó mình mới về một lô cho nên mình còn nhiều lắm. Anh em nào thích thì liên hệ ha. Con 2 ký 4 thì 6 triệu rưỡi, con này thì 8 triệu 4, còn cái con hệ 48 thì 8 triệu 6 nha. Còn con 3 ký rưỡi là tạm hết hàng đó. Đó, hoạt động ok rồi. Bây giờ mình gửi cho ông anh mình ha, anh Tý ở thành phố Long Xuyên, An Giang. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chừng nào anh rảnh thì mình tính cái chuyện lấy pin sau, còn bây giờ anh lấy inverter này và ba cái đèn UFO trước ha. Thôi xin chào mọi người nha. Xài cái này thì cứ gọi là an tâm cho mọi người, Seagate test bảo hành 1 năm nha. Đó, con 3 cái 2 chạy rất là êm luôn em. Chạy nãy giờ mướt rượt luôn phải không? Đó, cổng bù lưới ok nè, tấm pin mặt trời ok nè. Ắc quy ok nè, sạc VPT đồ ok hết ráo luôn, chuẩn chỉ không có gì ráo nha. Đó, không bao giờ cái chuyện lỗi lầm đâu, mình mới bung hộp ra mà lỗi gì.
nhà sản xuất người ta mới sản xuất, mới đóng thùng đó rồi mình mới bung ra thôi. Đấy, xin chào anh em ha, anh nào đam mê cứ liên hệ mình, quạt quạt rất là khỏe luôn ha anh em, và nó xin chuẩn ha. Anh em cắm ống nước, cắm bàn ủi hay là cắm mấy cái vật dùng điện nặng nặng vô đây thoải mái. À, nếu mà tấm pin mặt trời anh em ok, ắc quy anh em ok thì cắm thoải mái nha. Còn anh em mà hay mà xài mà mấy cái vật dụng mà nặng nhiều quá thì anh em có thể chỉnh lại là ưu tiên điện lưới, để cho điện lưới nó vô, nó giúp cái hệ này chạy mượt mà hơn. Chứ còn tấm pin mặt trời ta đang chạy mà nó đang mưa mưa một cái thì nó hơi bị tuột áp, thì ắc quy lúc đó nó đảo đảo rồi le anh em, đảo tới đảo lui cộc 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 cộc, nó chuyển qua điện lưới đó ha, thì nó mất hết vài giây để đảo rồi le anh em. Thôi xin chào anh em nào đam mê liên hệ Zalo 0766 687 4311 đó. Mình có rất là nhiều thứ để quay cho anh em xem ha, cứ đón xem những cái vật dụng tiếp theo của mình nha anh em. Nhớ cho kênh miền Tây Solar cái đăng ký kênh nha. Xin chào anh em.